Tôi lớn lên ở Vĩ Đại. Tôi chơi quân vượt. What the fuck is he laughing at? He just likes to laugh. Look. Từ ngày tôi lớn lên, 8 gia đình ở một căn nhà nhỏ với tôi và có thể còn nhiều nữa. Thế thì là bạn tôi ở với tôi. He says, okay. Thank you. Do we have any tennis boosters here who care to make a comment? Okay. What? What?